Ô, xin chào các anh chị nha Hôm nay mời anh chị cùng mình tham quan sơ bộ tuyến đường sắt cao tốc Long Thành Thủ Thiêm Hy vọng là tất cả anh em chúng ta sẽ được uh, trải nghiệm của tuyến cao tốc này vào năm 2030 như kế hoạch Chứ đừng có mỏi mòn chờ đợi như tuyến Metro Bến Thành Quá là lâu rồi anh chị ha Tuyến đường sắt này sẽ có ga đầu tiên là ở Thủ Thiêm, cũng là cái ga mà tàu đường sắt cao tốc của Hà Nội Sài Gòn toàn tuyến thì sẽ có khoảng 20 ga với tổng chiều dài thiết kế khoảng đâu đó gần 40 km như vậy khoảng bình quân là 2 km thì có một ga không biết anh chị cảm thấy thế nào nhưng mình cảm thấy là 2 km một ga là khá ngắn vì tàu cũng chạy rất là nhanh trong đó thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có là 8 ga còn lại là ga ở Đồng Nai ha sẽ có 4 ga ngầm và 16 ga nội điểm bắt đầu nó sẽ nằm ở phường an phú thủ đức nhé. đâu đó khu vực uh, hiện tại đang có quay tôn ở gần cái điểm cao tốc uh, sài gòn dầu dây là khu vực này anh chị khu vực cái điểm xuống cao tốc này. đó hiện tại thì khu vực này đất đã, đã được quay tôn đã được quy hoạch từ năm 2012 nhé. xung quanh rất là nhiều đô thị những cái tòa nhà cao tầng ở khu vực này rất đông và cái miếng đất trống được quay tôn này là cái điểm mà sẽ làm ga cái khu vực này anh chị đi ngang thấy rất là nhiều tòa nhà cao tầng xung quanh nhé rất là nhiều nhà cao tầng và khu vực đất trống này khả năng đây là làm ga thủ thêm ha ga thủ thêm thì được quy hoạch với diện tích đất khoảng là 78 hecta nhé đây là một cái diện tích cực kỳ lớn rồi tại vì họ có làm cả những cái khu mà uh, sửa chữa nữa rồi tất cả các cái ga các cái đường tàu điện sau này của thành phố Hồ Chí Minh đều phải đi qua cái ga này và đây cũng là điểm cuối của ga tàu Bắc Nam. Đó. Tuy nhiên, cái diện tích này thì không xi si nhê gì so với cái ga của Hà Nội quy hoạch ở Ngọc hồi với 250 hecta nha anh chị. Có nghĩa là cái này chỉ bằng 1/3 của ga Hà Nội thôi thời gian dự kiến triển khai sẽ là năm 2026 và năm 2030 có thể là vận hành được rồi. Rất là hy vọng là chúng ta có thể được đi cái đường tàu cao tốc này càng sớm càng tốt. Tổng chi phí đầu tư dự án này khoảng 84.000 tỷ đồng ha. Nó tương đương với khoảng 3,5 tỷ đô la. So sánh với tổng đầu tư của tuyến Bắc vào Nam với 70 tỷ đô la thì tuyến này không xi nhê gì hết anh chị ha trong 84.000 tỷ thì chỉ có khoảng 31.000 tỷ đồng là xây dựng cơ sở à tầng thôi còn nữa khoảng ví dụ 5.000 tỷ đồng là đền bù giải tỏa rồi tất cả các chi phí khác liên quan ha thì chi phí đầu tư vào tuyến tàu này vào cơ sở vật chất là 31.000 tỷ đồng anh chị ạ. Bây giờ mời anh chị cùng mình đi tham quan nha. Ở đây là điểm đầu ha. Chúng ta bắt đầu đi sơ bộ xem sao đầu tiên thì nó sẽ đi song song với đường cao tốc hiện tại, nhé, đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh ra dầu dây đến cái đoạn này của thủ đức thì nó sẽ rẽ qua và đi theo đường vành đai ba qua sông Đồng Nai về huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai anh chị, nó không có đi theo đường cao tốc cũ ha, từ chỗ này sẽ đi thẳng vào ga uh, sân bay luôn, cái chỗ mà trước khi đến cái điểm giao quốc lộ 51 hiện tại thì toàn bộ ga sẽ bắt đầu đường tàu này bắt đầu đi ngầm vào trong ga Long Thành nhé. trong ga Long Thành sẽ là đi ngầm ha. Đi ngầm vào trong ga. Hình chỉ nhé. Cái đoạn này cái phía trước này là đường 25B này, đường cổng chính vào sân bay là 25B nhé. Đường tàu của mình sẽ đi ở ngầm ở dưới ga sân bay. Xong rồi ở phía sau ngoài ra sân bay ra phía huyện Cẩm Mỹ thì có xã Cẩm Đường này sẽ quy hoạch khoảng 21 hecta để làm cái khu bảo dưỡng rồi điểm đậu tàu gọi là depot ở chỗ mà Cẩm Đường Cẩm Mỹ anh chị ạ à? khu vực này này anh chị mà thích Cẩm Mỹ thì mai mốt ở đây cũng được tại vì nó sẽ rất là gần ga sân bay vừa ga tàu tàu điện thì có cả tàu tàu Bắc Nam nữa rồi ga tàu nội bộ lên Sài Gòn nữa thì rất là tiện ha. Ở đây mình đi lại thì quá tuyệt vời rồi, tại vì có đường tàu ha. Từ chỗ này mình đi ngược lên một xíu ha, đi ngược lại thử theo đi hướng thành phố Hồ Chí Minh thì hơn đâu đó khoảng 40 cây số ha, chưa có số liệu chính xác. 40 cây số với tốc độ bình quân khoảng 100 km/h thì mình đi khoảng là đâu đó hai mấy ba chục phút ha, cả dừng cả nghỉ nữa thì từ sân bay về đến Thủ thêm mất khoảng 30 phút Nhưng mà có hai sự lựa chọn, một là mình đi tàu này hay là mình đi đón tàu Bắc Nam để mình là về Sài Gòn à, về đến Thủ thêm. Từ Thủ thêm thì cái ga Thủ thêm cũng được quy hoạch là cái điểm nối của tất cả các cái ga đường sắt đô thị. Cho nên mai mốt là mình nằm ở ga Thủ thêm thì mình muốn đi đâu cũng được rồi, rất là tiện lợi về cái đường xá cái giao thông anh chị ha chỗ này là nó sẽ đi theo đường vành đai Ba này anh chị này đi được theo đường vành đai 3 ở đây bắc qua đồng nai sông đồng nai thì có một cái cầu ha. có cầu đường theo đường vành đai 3 đó rồi qua bên cầu sẽ là thủ đức của thành phố hồ chí minh nhé từ cái điểm này đường tàu sẽ đi cặp với đường cao tốc đường sắt bắc nam cũng đi cặp mà song song với đường cao tốc này đến đây là phường An Phú sẽ là ga thủ thiêm ga cuối cùng của tuyến tàu Bắc Nam luôn đó sẽ là một cái ga cực kỳ lớn của thành phố Hồ Chí Minh là điểm Cung chuyển của tất cả các cái ga đường tàu mai mốt sẽ quy hoạch trong thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây để chẳng hạn thì nó sẽ về cái ga này đó, anh chị thấy không khu này thì hiện tại nó rất đông dân cư rồi rất nhiều cái tòa nhà cao tầng ở chỗ này và thường xuyên xảy ra cái hiện tượng kẹt xe ở chỗ điểm vào cao tốc Cảm ơn anh chị đã xem video nhé. Nếu anh chị có ý kiến thì để lại bình luận anh em cùng trao đổi ha. Hy vọng là anh chị có thể thấy được sơ bộ cái tuyến cao tốc nó như thế nào.